Má hai mọi người thì video này thì hiện tại đang là 12 giờ trưa. Thì vẫn sinh hoạt rồi tập video bình thường thôi. Nhưng mà hôm nay thì chắc thì bỗng nhiên nha, thì video của mình nó đang bị Sugana siêu ba chao á. Không biết làm sao là kiểu video tới tháng vậy. Thì hôm nay mình sẽ đi bảo dưỡng lại cái con Quest này của mình, để xem nó có bị kiểu như là cái bearing nó bị cứng hay sao á. Nói chung là nó cũng tào lao siêu ba chao á. Nó bị Sugana. Thì hôm nay sẵn mình sẽ ghé qua 84 Store để cho mấy anh xem lại cho mình con Yuyo này. Với lại sẵn dắt mấy bạn đi xem qua 84 Store có gì nha. Let's go. Đây, dạo vòng 84 Store cho mấy bạn coi nè. Ủa, Arao mới ở ủa? Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Chào em cơ. Kìm nó vẫn không ra, kiểu em lấy cái chục ra rồi nha, nhưng mà kiểu cái bearing nó vẫn bị kẹt vô hay sao á, không biết nó cứng cái gì không biết nữa. Để anh coi. Do em kiểu dặn nó chặt quá xong cái nó bị kẹt vô cái chục ta. Mấy bearing mới hay vậy. Nhưng mà mình cũng hạn chế tháo ra nó vô thôi. À. Tại bữa em lấy ra em clean á. Xong cái không hiểu sao cái hả nó bị dính luôn. Hoang mang quá trời. Nói chung là ý là mấy không có vấn đề gì thì cứ để nguyên á, cho nó thiết để nó ổn định vô nó quay mà. Nhưng mà ví dụ mình để nguyên vậy mình có clean được không anh? Không clean được, phải tháo ra. Không có phải tháo không? Ý là bởi clean xong mấy nó tiếng cứng ngắc luôn, ấy hoài cũng được. Bearing em chơi có bị. Nói chung clean thì lo mấy cái phần mà gắn bearing á, đỡ nó bị bụi vô phần bearing nó đỡ bị nhạy. Các bạn mua vô, các bạn qua đây gặp anh Thạch tư vấn đẹp trai nha. Đúng không anh Thạch? Hay ạ. Ghé là chủ yếu. Úi giời ui, chú cho mà ơi. Khi các bạn mua hàng ở 84 Store thì ngoài việc các bạn được trải nghiệm mấy sản phẩm tốt thì các bạn còn được sự chăm sóc nhiệt tình, với lại chăm sóc nhiệt tình với con vô của mình, với tài tình, đôi tay tài tình của anh Thạch Nguyễn. Đúng không Thạch? Nên là mấy bạn mua Yuyo thì trong lúc mấy bạn tập mà có vấn đề gì, mấy bạn cứ mang đến 84 Store để bảo hành nha. Được gặp, ngoài việc bảo hành thì cũng được gặp anh Thạch đẹp trai này. Rồi anh Thạch lo hết. Đúng không Thạch? Đúng rồi, kinh nghiệm 10 năm. Đó, anh Thạch kinh nghiệm 10 năm là 10 năm trong nghề. Đúng rồi, là anh Thạch giống như là như bác sĩ vậy đó. Chữa bệnh hết cho tất cả các loại vô luôn. Mấy bạn có bị, mấy bạn mang hết đến đây. Thạch cân hết. Đôi tay này đã qua nhiều con dư. Con nào cũng chơi. Con nào cũng chơi hết. Con ngoài chợ này nọ. Con xịn nhất cũng chơi luôn. Chơi qua đường hay là chơi lâu gì là cũng đều qua hết. Cuối cùng thì con Quest của mình nó cũng được hồi sinh rồi nè mấy bạn. Ủa giời ơi. Nó quay đều, em nó quay đều vậy là má mừng.
Rồi, rất là cảm ơn anh Thạch cũng như là 84 Store về cái sự chăm sóc kỹ lưỡng. Và chắc video chỉ đến đây thôi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. See ya.